Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình đi qua khu vực bến Lức Long An. Trên đường về thôi mình ghé mình quay cho các bạn xem khu vực này người ta bán máy móc thế nào ha. Xem thôi ha. Chứ mình đợt sau mình rảnh cho mình mới có dịp vô mấy cái tiệm mình quay cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn nào, mình quay bên lề. Đó. Đây. Đây, động cơ này. Đó, động cơ có cả động cơ mới, xe lưu, xe xúc nè, xe nâng, xe xúc, máy cày nhiều lắm. Đây. Đó, các cái xưởng nè, cày nó đồ nhiều lắm, có xe đậu chứ, nhiều lắm các bạn. Đây, khí cường nè. Đây máy xới, công ty trách nhiệm hữu hạn nông ngư cơ Minh Huy, hàng này chắc chuẩn bị gửi đi đóng gói này. Xe cuốc cặp mé bên kia nhiều hơn bên này, xe cuốc này. Các bạn xem tổng quan ha. Máy sới, máy cày, đầy đủ loại ha. Rồi xe rùa, máy phát điện này, nhiều lắm. Hay cắt cỏ này, máy cày, máy cày các bạn thấy nhiều vô kể. Rồi tới đây để mình quay đầu lên để mình đi về xe điện. Kéo hàng ra đây, máy sới, máy cày, mấy cái kho, có giặt xây nước khủng khiếp chứ. Và tới đây mình quay đầu. Máy đào, máy cuốc, máy móc gì nè. Mình để lên chút là con tiện. Các bạn có thấy mà bắt đầu vô cái bảng mà coi là tới Bến Lức Long An á, bắt đầu tới huyện Bến Lức hết huyện Bình Chánh. Còn xuống dưới dài dài nhiều lắm. Thôi mình quay sơ đó. Đó, quota. Quota cơ bằng cái gì đó. Cabin máy lạnh luôn ha. Kìa, thấy không? Xe rùa, xe rùa, máy cày, nhiều lắm luôn. Đây đang xuống hàng, kho bãi đủ thứ, động cơ, dàn sới, dàn sới, máy sới, cơ giới nhiệt tướng, ôi trời, máy đào quá trời. Đó, máy đào, máy cày đầu đủ, bảy biển. Rồi, máy cày đây nè, máy đào nè, đó. Rồi, máy cày nè. Đó, máy cày quá trời quá đất trời. Thank you.
cây rồi. Quá trời các bạn ha. Để chuyến sau rồi mình sẽ đi vô các tiệm mình quay cho các bạn xem chi tiết ha. Giờ ngày hôm nay giờ mình đi đại cả tuần mà giờ phải về đó các bạn, mấy cây quá trời đó, quá trời luôn các bạn, biết bao nhiêu cây mấy đào. Minh Huy bên này thành tính hai quá trời quá đất, mấy cây nữa. Đây là đường này vô rất là nhiều nha các bạn nha, xe xúc xe nâng máy cày đồ quá trời, trời ơi quá nhiều luôn, mới ken xe hả, nhiều lắm các bạn, con đường này nhiều lắm, người ta mở kho nhiều lắm. Xe nâng, xe máy đào nhiều lắm, quá trời quá đất, máy nổ cơ, đúng, quá trời. Mình chạy từ bên trong chạy ra,
đây luôn. Ăn nhật phải không nha mọi người, nhập từ bên nhập trực tiếp về đây xa công rồi. Bên trong nhiều lắm, vô chị nhiều chưa kể. Đây đi dạo cảnh xem hoa đi. Cái vàng đắp bờ của Nhật nữa ta. Đó các bạn đi vào này, xã Mỹ Yên ngay quốc lộ 1A ngay đây, Long An. Các bạn đi vô. Đây vàng sới này là vàng sới nước này các bạn này. Các bạn thấy không, vàng sới nước nó dài, nó bề ngang mà nó thấp. Vàng sới nước của Nhật bãi đây. Bên kia các bạn nhìn thấy vàng sới dễ sợ chưa. Cái này là đường vô trong xã Mỹ Yên các bạn. Ngay đây là cổng chào đằng trước rồi nha, cổng chào mà đường từ quốc lộ 1 vô là xã Mỹ Yên này, huyện Bến Lức tỉnh Long An nè, huyện Bến Lức tỉnh Long An nè. Đó vàng sới quá trời, đất luôn. Thấy không?